các bạn. Hôm nay Vũ Chiến đã ở có mặt tại huyện Tháp 10. Đây tất cả những anh em công an huyện hôm nay thành lập một cái trạm dừng chân nghĩa tình để phát nước và khăn lạnh miễn phí cho những người vừa quen Tết các bạn. Đây sau đây là những hoạt động của tất cả anh em ở đây. Đây các bạn. Quá trời đông mình. Đây anh em ở đây thì chuẩn bị khăn lạnh, nước suối. Còn số anh em ở kia thì đứng là phát lại cho bà con người ta đi đường. Em một con luôn không? Quá trời luôn rồi. Anh em ở đây ngoài việc phát bánh rồi nước suối rồi cho bà con thì không quên là nhắc nhở những người đi đường về quê ăn Tết chạy từ từ an toàn. Ô, đây anh hỗ trợ anh em bà con. Đây, anh này đem lại bánh mì nữa nè để hỗ trợ cho bà con nữa nè các bạn. Rồi anh để trên kia đi. Cái này mình hỗ trợ bánh mì để cho lực lượng anh em ta ăn anh. Dạ đúng rồi. Thấy anh em thấy cầu khổ với bà con này kia ăn dùng về Tết về quê. Thấy anh, vậy hỗ trợ bánh mì cho lực lượng ta ăn. Dạ hỗ trợ cho đội quyền Tháp 10. Dạ. Anh thấy mà cái công an mà làm như vậy anh cảm thấy sao? Cảm thấy là quá khấn khởi, quá xúc động, là quá tốt có đội quyền Tháp 10. Nói chung và nói riêng với bà con dùng quê về Tết được an toàn xe lộ ngộ này kia nó về mọi mặt. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn. Đây các bạn, một ngày chắc mấy ngàn chai nước suối à? Mười mấy ngàn chai à hả? Quá. Đây các bạn, ngoài việc phát nước suối còn anh em còn nhắc nhở người đi đường là chạy sát vô lề. Chạy sát vô lề rồi chạy chậm về quê an toàn. Đậu sát vô lề, đậu sát vô lề, đừng đậu giữa lửa lòng đường anh ơi. Đậu sát vô lề, sát vô lề. Tạm biệt mọi người. Phần bao nhiêu chai nước suối em? Em cũng không biết nữa nhưng mà là 2-3 ngàn gì rồi. 2-3 ngàn chai. 2-3 ngàn chai. Dạ. Mình làm gì cũng cực không? Dạ không, này làm càng ngày càng vui với thấy bà con về nhà ăn Tết vui vẻ, thấy còn mình vui nữa. Chú,
khi mà về quê ăn Tết á, mà thấy mấy anh công an phát nước suối dọc đường thì chú cảm thấy sao? Ồ, cảm thấy về là dân chúng quá mừng vui luôn à, có chai nước suối càng lạnh để lao đi dọc đường. Dạ. Rồi, chúc chú về quê ăn Tết vui vẻ nha. Chậm chậm nha. Rồi, cảm ơn mấy chú luôn. Rồi. Rồi. Nên xe nha, tại vì việc làm có ý nghĩa. Để mình hỏi cái anh công an này coi à, anh lý do sao mà tự nhiên mình phát cái động lên cái phong trào chạm dừng chân nghĩa tình này vậy? Đây là cái mà chương trình của công an tỉnh hàng năm được tổ chức phát cho bà con, cái mục đích là để bà con công nhân ở xa đi đường rồi uống một hai chai nước suối dưới mà lao khăn lạnh cho nó mát tỉnh táo để điều khiển xe phương tiện đảm bảo rồi thông về nhà ăn Tết vui vẻ. Rồi rồi, cảm ơn anh. Vậy là nếu mình phát vậy là mình đâu có thời gian đâu mình ăn Tết. Thì thực hiện cái chương trình về nhân dân phục vụ nên ban đạo công huyện cũng cố gắng động viên cho anh em gắng phục vụ cho bà con khoảng 1-2 ngày Tết này để cho bà con được mạnh khỏe. À, bà con ăn Tết trước mình ăn Tết sau. Rồi đúng rồi. Làm gì có vất vả quá không anh? Vất vả quá không? Anh này anh cự tôi quá trời luôn rồi các bạn. Quay phim đứng vô luôn, quay phim đứng ngoài được. Những lực lượng mà chuẩn bị nước. Trời
rồi đây đây có một cái một thành viên này cũng lớn tuổi mà cũng phục vụ đây nè các bạn thấy không? Rồi con thấy chú nhiệt tình ghê không? Điện này mệt, cái mệt rồi. Cái tay của chú bị nước chảy làm quên làm bớt cái tay lại luôn kìa. Đây các bạn, nếu mà một ngày hôm nay thì phát còn mấy chục ngàn chai. Tạm biệt em. Mình quay hình mà ảnh la anh hoài luôn à. Dân mà ở xa đi về anh thấy cái lực lượng công an ta phát nước thì mình cảm thấy sao? Vui. Rồi thấy việc làm này có ý nghĩa lắm không? Dạ, rồi tạm biệt anh ơi, chúc anh về quê vui vẻ nha. Anh em đã chuẩn bị đây là khá là nhiều đó. À, các bạn thấy không,
những cái việc làm rất là cao đẹp, thấy không? Đây là một chiến sĩ công an chỉ ăn bánh mì thôi nè, ăn bánh mì phục vụ tất cả bà con, không kịp ăn luôn, chỉ là ăn ổ bánh mì lót dạ thôi. Nó ăn ổ bánh mì lót dạ thôi mà phục vụ bà con về quê ăn Tết, quá trời cảm động luôn. Đói từ sáng giờ chưa ăn gì luôn, ăn ổ bánh mì thôi. Đông lắm bạn, đây nữa nè, đây một đoạn tới đây luôn nè. Đây chỉ có một anh đang đứng ở đây bán nước bà con. Đây, một chiến sĩ công an của huyện Tháp 10 hả anh? Dạ đúng rồi. Cái việc làm của mình như thế này anh cảm thấy khi dần có nắng có nào thấy cực không? Dạ không mệt anh ơi, dạ cảm thấy vui. Khi phát nước cho bà con về thì mình cũng rất là vui à. Nãy giờ anh thấy bên cạnh phát nước cho bà con đó, rồi mình có nhắc nhở bà con đi đường sao? Có, chạy xe cẩn thận, mình đi chạy từ từ à. Về quê ăn Tết cho an toàn ha. Dạ dạ. Đây là một việc làm để lại nhiều dấu ấn các bạn, đặc biệt là những ngày Tết đến xuân về như thế này. Trời nắng như thế này thì mình cũng gắng chúc các anh có được cái sức khỏe tốt để phục vụ cho bà con về quê ăn Tết. Đây những trên tay cầm những bịch nước để trao tặng cho bà con đây. Quá đông các bạn, cái đoạn đường này dân ở Bình Dương hoặc là thành phố Hồ Chí Minh đi ngang, cái đoạn đường này quá đông. Có xem được clip này thì có đi ngang công an huyện Tháp 10 ghé lại uống nước dừng chân rồi lau khăn lạnh rồi hãy về quê nha. Mình làm từ nay cho đến mấy 30 bao nhiêu Tết? Tới nào tới hết giờ. Tới hết Tết hả? Hết Tết luôn anh ơi. Hết Tết. Cái ngày về, cái ngày người ta đi lên thành phố Hồ Chí Minh mình có làm không? Có. Xe vô. Đây các bạn, hôm nay là ngày bà con về quê ăn Tết. Nhưng mà tới ngày mà bà con trở lên ăn Tết thì anh tới ngày trở lên ăn Tết ghé đây dùng nước, dùng khăn lạnh rồi hả đi tiếp nha. Xong. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi dạ. Lực lượng của mình mới tăng cường thêm một cô gái đẹp nữa nè các bạn. Hả? Bây giờ vô nước không kịp nè, tắt điện thoại vô nước không kịp, bây giờ tăng cường thêm một cô gái nữa nè. Mà không nhìn anh vui quá ha. Cái anh công an với Bùi Hoàng Huy bây giờ anh ghẹo tôi hoài phần. Anh lo phát nước không lo anh. Nghe chưa. Ô chị, đâu hả? Chị đi ơi chị. Thấy lạ, ghé xin một lần nói chị cho không rồi. Rồi thấy mà vậy giờ đi đường vui không? Vui. Rồi tạm biệt. Hôm nay là ngày 28 Tết. Mong rằng các anh vẫn còn đủ sức khỏe để phục vụ cho bà con về quê ăn Tết cho đến ngày sau hết ngày 30. Và tới ngày mùng 6 thì anh em lại tiếp tục phục vụ bà con đi ngược cho lên. Cực lắm các bạn, đông lắm. Ta mỗi lần ta ghé đông lắm. Mà mấy anh em ở đây thì phục vụ rất là nhiệt tình.